chiều tối ngày 8 tháng 11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đóng tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thông tin đơn vị vừa cứu nạn thành công 6 người, trong đó có một bé trai 3 tuổi và 5 người lớn bị chìm tàu trên vùng biển Côn Đảo. Trước đó, đơn vị nhận được thông tin một tàu bị phá nước sắp chìm, cách Côn Đảo khoảng 18 hải lý về hướng Tây Bắc nên nhanh chóng xuất phát đi cứu nạn. Đến gần 7 giờ 30 phút thì tiếp cận được tàu bị nạn và đưa toàn bộ 6 người sang tàu của đơn vị. Được biết, tàu bị nạn đang chở 3.000 cây nước đá từ Sóc Trăng đi Côn Đảo. Dù đã được lực lượng chức năng hỗ trợ, nhưng do nước vào quá nhiều nên tàu đã bị chìm,